đừng tự hại mình. Đại dịch COVID-19 gây đau thương cho cả nhân loại và tính đến nay đã cướp đi sinh mạng sống của hơn 2,6 vạn đồng bào, cán bộ, chiến sĩ cả nước. Trong đó có cả trẻ em, phụ nữ mang thai, những bác sĩ, chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch. Sự mất mát to lớn này đã để lại một khoảng trống lớn mà rất nhiều năm sau cũng khó lòng khỏa lấp. Tối ngày 19 tháng 11, lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do đại dịch COVID-19 diễn ra tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành với không khí thiêng liêng, thể hiện niềm tiếc thương các nạn nhân và lan tỏa tình nhân ái cộng đồng. Đây cũng là dịp tri ân các cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng tuyến đầu đã hy sinh trong công tác phòng chống dịch và khơi dậy tinh thần đại đoàn kết, ý chí quật cường của toàn dân tộc, đồng lòng vượt qua khó khăn, thử thách. Tuy nhiên, vẫn giống với các sự kiện quan trọng của đất nước, các trang mạng chống cộng lại tập trung xuyên tạc bản chất của buổi lễ nhằm chống phá nhà nước Việt Nam trong công tác phòng chống đại dịch. Từ sau đợt bùng phát dịch lần thứ ba, các đài phát thanh chống cộng như VOA, RFA, BBC, Trang Việt Tân, Chân Trời Mới đã kết nối với các thành phần bất mãn, chống phá trong nước, đăng tải hàng trăm bài viết xuyên tạc tình hình dịch COVID-19 ở Việt Nam. Họ rêu rao rằng, chống dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành phía Nam do cấp ủy, chính quyền không quan tâm đến sức khỏe, tính mạng người dân, không có các biện pháp quyết liệt trong phòng chống dịch. Họ xuyên tạc chính phủ Việt Nam cố tình che giấu bức tranh đen tối về dịch bệnh mà chỉ tung hô màu mè. Họ còn cho rằng quan chức trung ương chỉ ngồi phòng lạnh chỉ đạo chống dịch từ xa nên gây hậu quả nghiêm trọng. Họ cố tình lờ đi những đợt thị sát của Thủ tướng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Y tế tại từng nhà dân, từng khu điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng, sự vào cuộc mạnh mẽ của lực lượng vũ trang trong hỗ trợ người dân, nhất là tại thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, lợi dụng dịch bệnh để xuyên tạc, chống phá là việc mà các phần tử phản động đã làm từ lâu, nhưng xuyên tạc cả lễ tưởng niệm hơn 2 vạn đồng bào là nạn nhân của đại dịch cho thấy sự tận cùng của mất nhân tâm của những người viết và những kẻ đăng tải các bài viết ấy. Ngày 22 tháng 11, tức chỉ 2 ngày sau lễ tưởng niệm, trang RFA đăng bài "Vì sao không thấy mảy may xúc động trong lễ tưởng niệm nạn nhân COVID tại Việt Nam" của tác giả Nguyễn Minh. Phần đầu bài viết thể hiện những giọt nước mắt cá sấu của tác giả đối với nạn nhân của đại dịch qua việc tưởng tượng ra một lễ tưởng niệm đầy cảm động, nhưng rồi bản chất chống phá lộ ra ngay ở đầu phần 2 bài viết. Buổi lễ tưởng niệm diễn ra trong khuôn viên Hội trường Thống nhất hôm ngày 19 tháng 11, giống y chang hội nghị tổng kết cuối năm của một ngành nào đó, Nguyễn Minh đã cố tình xuyên tạc rằng cái chết của 23.000 người được đổ lỗi hoàn toàn cho đại dịch. Không có từ nào về nguyên nhân lỗi lầm, sơ sót, quan liêu, thiếu trách nhiệm, tầm nhìn ngắn của chính quyền. Thực ra, buổi lễ tưởng niệm trang trọng và thiêng liêng này có mặt đầy đủ của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và những lời phát biểu của Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã một lần nữa cho thấy sự ảnh hưởng ghê gớm của đại dịch, cũng thể hiện rõ niềm tiếc thương vô hạn đối với đồng bào, chiến sĩ, các thầy thuốc đã ngã xuống vì dịch bệnh. Đó là tiếng nói đại diện cho Đảng, Nhà nước, là tiếng lòng của nhân dân. Vậy mà với góc nhìn méo mó, thù hận, tác giả bài viết chỉ toàn thấy những điều đen tối. Khi đám đông tan đi, chỉ còn chiếc lư hương trơ trọi trên sân khấu, trông rất lạc lõng, rằng buổi lễ tưởng niệm hoàn toàn giống như một buổi trình diễn sự thương cảm và thành tích chống dịch. Bằng sự nhẫn tâm, vô cảm của mình, tác giả Nguyễn Minh và trang mạng RFA đã gạt bỏ đi tấm lòng của hàng triệu người dân Việt Nam trước sự ra đi của đồng bào mình, chà đạp lên sự tôn nghiêm, thành kính của buổi lễ tưởng niệm. Cũng với dòng điệu xuyên tạc, kích động, trang mạng Việt Tân đã đăng tải trên Facebook nhiều bài viết xuyên tạc, tự quy chụp chính quyền tổ chức lễ tưởng niệm để chuyển hướng dư luận. Trắng trợn hơn, Việt Tân còn kêu gọi người dân hãy tương kế tự kế, cùng nhau phản đối các quyết định độc ác và phản đối chính sách khỏa lấp trách nhiệm của chính quyền. Tương tự, trang mạng Chân Trời Mới Media đăng bài viết của Thạch Vũ, kẻ lâu nay sống bằng nghề viết thuê cho các trang chống cộng bằng cách xuyên tạc, bóp méo sự thật về Việt Nam. Nói về buổi lễ tưởng niệm ngày 19 tháng 11, Thạch Vũ cho rằng Đảng, Nhà nước đã hòa tan trách nhiệm, chuyển hướng dư luận. Quá quát hơn, kẻ bôi bút cho phương Tây này còn kích động gây mất đoàn kết. Chúng ta, những người sống sót không thể để oan hồn của hơn 20.000 người, không đáng chết phải chết bị đẩy vào quên lãng và bị xí xóa huề cả làng. Việc lợi dụng các sự kiện chính trị, xã hội của đất nước để xuyên tạc, kích động người dân xuống đường biểu tình hoặc có các hoạt động chống đối nhằm tạo ra những điểm nóng, từ đó kêu gọi sự can thiệp từ bên ngoài, chuẩn bị cơ sở cho cuộc cách mạng màu là âm mưu thủ đoạn nhất quán của các tổ chức cá nhân chống phá phản động. Nhưng thật khó tin khi những kẻ vô lương tâm lợi dụng cả lễ tưởng niệm các nạn nhân qua đời vì đại dịch COVID-19 mà tôi tin rằng không nhiều thì ít cũng có người thân, quen hay bạn bè của họ trong số các nạn nhân. Vậy mà họ vẫn điềm nhiên viết bài xuyên tạc, chống phá đất nước. Đại dịch COVID-19 sẽ tiếp tục gây nhiều khó khăn trong cuộc sống của con người. Ngay cả những nhà khoa học chuyên ngành cũng không thể dự đoán chính xác mức độ tác động của dịch COVID-19 trong thời gian tới ra sao. Cũng chẳng có gì để đảm bảo thảm họa ghê gớm hơn sẽ không xảy ra. Tuy nhiên, không thể cứ mãi đóng then cài cửa chống dịch. Mất mát, hy sinh là rất lớn, nhưng buộc lòng chúng ta phải sống chung với đại dịch. Không riêng gì Việt Nam, cả thế giới đang phải tìm mọi cách thích ứng an toàn và linh hoạt với COVID-19. Dè dặt, cẩn trọng nhưng linh hoạt, quyết đoán, kinh tế đất nước, trong đó có Bình Phước, đang từng bước phục hồi, đời sống người dân từng bước dễ chịu hơn.
Thế nên, đừng vì những luận điệu xuyên tạc của những kẻ nhẫn tâm chống phá mà dao động, rồi tự hoang mang cho chính mình.